Để chị tập đã. Chị tập đã xong rồi là mình mới ấy. Chị tập đã xong rồi chị biết đi rồi thì chị mới dạy mình, chị mới chở mình được. Đấy làm sao? Bây giờ mình làm sao? Giờ mình muốn gì? Giờ mình đòi đi đâu? Đòi đi đâu? Thế ra bầu ba, ra bầu ba. Ra bầu ba là chị. Chị bảo sao? Chị bảo sao chị không cho. Thế ra mở cửa đi, ra tự đi. Mở cửa tự đi, đòi đi đâu? Đi với chị á. Đi với chị á. Đi với chị lấy ra lấy giấy lau mũi đi đã. Ra lấy giấy lau mũi, ra lấy giấy lau mũi. Đây này, mũi này, yèo. Đây là lau mũi nào. Úi giời. Thôi ngồi đây ăn dưa, ngồi đây ăn dưa đó. Thôi ngồi đây ăn dưa xong mẹ cho đi. Nào. Trời kinh lắm. Hôm qua nhá, hôm qua có cái bạn, bạn ấy cứ đòi chị chở nhưng mà chị chưa biết đi xe đạp. Thế là ngồi đằng sau chị chở thì là ngã đấy, ngã xước tay xước chân ra đấy. Phải đợi chị biết đi đã. Bây giờ chị chưa biết đi thì xong đã bắt chị chở thì sao chị chở được? Để chị Ngọc dạy chị Ti đi được đã. Thế xong bao giờ chị Ti biết đi rồi mẹ mới mua xe đạp cho Su Ti. Mẹ bảo Su Ti chở Ân đi chơi. Thế là Su Ti lấy xe đạp, Su Ti chở Ân đi chơi. Có được không? Ai kìa, ai gọi? Ai gọi mẹ? Ông nội gọi. Ông nội hả? Bố gọi con. Bố. Dạ. Vâng, bố nói đi. Dạ vâng, mai bố ạ, mai, mai kia đều được. Được bố ạ, mai, mai nhá. Được bố ơi. Vâng, kệ nó để mai anh được kia được. Vâng. Đi đâu? Thôi tao đi ngủ đây.